Chào mừng quý vị các bạn đến với chặng 2 của giải đua xe mô tô Việt Nam 2019 VMRC. Không phụ kỳ vọng của khán giả và ban tổ chức, chặng 2 của giải đua xe mô tô Việt Nam VMRC 2019 đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn và gay cấn. Các tay đua đã mang lại cho khán giả thủ đô những giây phút nghẹt thở và vỡ òa cảm xúc. Đây là lần đầu tiên giải đua mô tô chuyên nghiệp bậc nhất của Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Bất chấp thời tiết nóng nực của những ngày đầu hè, không ít khán giả tại thủ đô và các tỉnh phía Bắc đã có mặt tại khu vực khán đài A, sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho các vận động viên thi đấu. Bên cạnh việc hòa mình vào nội dung hấp dẫn trong 4 hạng mục Blade 110, MX 125, Winner 150 và UB 130, khán giả đến với sân còn được tham dự các hoạt động bên lề thú vị như lái thử xe Honda có dung tích động cơ lớn, đặc biệt là được giao lưu với bộ ba tay đua dày dặn kinh nghiệm thi đấu trong và ngoài nước của đội Honda Racing Việt Nam, tay đua Cao Việt Nam, tay đua Lê Khánh Lộc và tay đua Nguyễn Vũ Thành. Buổi giao lưu chia sẻ này giúp khán giả hiểu rõ hơn về bộ môn đua xe thể thao, niềm đam mê mãnh liệt, những thách thức đầy khắc nghiệt và sự nỗ lực phi thường của các tay đua và đội đua tại các giải đua trong nước cũng như trên đấu trường quốc tế. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn quay trở lại với những diễn biến chính của chặng 2. Tại hạng mục Blade 110, Nguyễn Đức Thành tiếp tục thi đấu chói sáng. Tay đua mang số 02 đã tận dụng thành công lợi thế xuất phát đầu và lao lên chiếm vị trí số 1. Đến vòng đua thứ hai thì gần như số phận trận đấu đã được an bài với chức nhất chặng cho Đức Thành khi anh thi đấu quá ấn tượng và bỏ xa các tay đua còn lại. Kết quả cuối cùng, Nguyễn Đức Thành cán đích nhanh nhất, vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về Nguyễn Minh Di mang số 5 và Vũ Hoàng Nam mang số 4. Như vậy, với việc giành chiến thắng chặng 2 liên tiếp, Đức Thành tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 32 điểm tuyệt đối, bỏ xa các đối thủ phía sau. Dạ, chặng 2 này thì thời tiết cũng rất là khắc nghiệt và đường đua thì cũng không như cái đường đua ở trong đường đua khác. Là đường đua này rất là trơn, đòi hỏi nhiều tay đua phải khéo léo trong những khúc cua gắt nữa. Chiến thắng này muốn dành cho thầy em và những người thân em luôn bên em. Tại hạng mục thứ hai, MX 125, trái với sự an bài hạng mục Blade 110, hạng mục MX 125 mang lại cho khán giả nhiều bất ngờ. Điều này thể hiện ngay ở vạch xuất phát, nhưng đoàn Đức Giang số 61 đã phạm lỗi xuất phát, buộc phải quay vào pit xuất phát lại. Sai lầm của Đức Giang là một món quà thực sự với Phan Thanh Bảo số 73, tận dụng cơ hội cùng lợi thế tâm lý. Anh băng băng thi đấu và vượt trội hoàn toàn so với các tay đua phía sau là Lê Vũ Trường Giang số 60 và Nguyễn Nhật Trường số 70 để cán đích đầu tiên. Trong khi đó, số 60 và 70 đã có màn so kè hấp dẫn cho vị trí thứ hai. Việc kiên trì bám đuổi Trường Giang và vượt qua được tay đua này vào khúc cua cuối cùng đã mang lại cho Nhật Trường vị trí thứ hai đầy xứng đáng. Đường đua chặng 2 này thì tương đối khó, gây khó dễ cho nhiều tay đua. Phần lớn tay đua thì đã té ngã rất nhiều, nhưng mà theo như cá nhân em thì em thấy đường đua này rất là phù hợp với cái lối chạy của em. Theo như em thấy, giải đua năm nay thì bên Honda Việt Nam làm rất là tốt. Từ khâu quảng cáo hình ảnh tới khâu thiết kế những cái ba rem mà những cái rào chắn trên sân là rất là an toàn. Và mục tiêu của em là vô địch thì em mới biết đó. Quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc. Trận đua tại Hà Nội thực sự khó chịu với những chiếc Honda Winner 150 bởi kích thước đồ sộ. Tuy vậy, trận đấu cũng đã tạo được những điểm nhấn đầy thú vị. Cả ba tay đua xuất phát đầu là Nguyễn Anh Tuấn số 47, Phạm Thế Trực số 11 và tay đua người Hà Nội Nguyễn Bá Tú Anh lần đầu tranh tài tại VMRC 2019. Đến vòng thi đấu thứ hai thì bất ngờ đã xảy ra khi tay đua Lê Hùng Hữu Tín số 49 vượt lên chiếm lấy vị trí thứ 3 của Tú Anh. Đến vòng thứ 5, sau khi tận dụng các sai lầm của Tránh Trực và Tú Anh, Hữu Tín đã lao lên chiếm được vị trí thứ 2 để hai tay đua này cạnh tranh gay gắt cho vị trí thứ 3 với ưu thế thuộc về Tú Anh. Trong khi ở phía trên, anh Tuấn đã bỏ xa phần còn lại và hoàn toàn vượt trội. Đến vòng cuối cùng, tại những khúc cua cuối, anh Tuấn bất ngờ để Hữu Tín vượt lên chiếm lấy vị trí số 1 khi cán đích. Tránh Trực lúc này cán đích ở vị trí số 3. Đây không phải là lần đầu tiên anh Tuấn và Hữu Tín thi đấu kiểu bắt tay chiến thuật. Ở chặng 2 của VMRC 2018, hai tay đua này cũng đã nhường nhau tương tự để cùng nhau dẫn đầu bảng xếp hạng. Như vậy, với cú bắt tay này, cả anh Tuấn và Hữu Tín cùng có 29 điểm và chia nhau vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hạng mục Winner 150. Tiếp tới là hạng mục UB 130. Nội dung UB 130 ở chặng 2 là màn trả thù ngọt ngào của Lê Khánh Lộc khi mà ở chặng mở màn, tay đua này đã phải rời trường đua sau hơn một vòng thi đấu. Dù xuất phát thứ hai, nhưng khi đèn tín hiệu vừa bắt đầu, Lê Khánh Lộc ngay lập tức lao lên như một mũi tên và chiếm lấy vị trí số 1, đẩy Lê Phụng xuống số 2 và kế sau đó là Bùi Duy Thông. Và anh chàng lục bình này với những pha xử lý đầy tinh tế, chính xác đã có màn trở lại ngọt ngào sau thất bại ở chặng 1. Với chức nhất tại chặng 2, Lê Phụng và Bùi Duy Thông cán đích ở vị trí số 2 và số 3. Tay đua nhất chặng 1 là Đoàn Trường Lợi ngày hôm nay không tạo được bất ngờ và cán đích ở vị trí số 6.
Chặng 2 của VMRC 2019 đã khép lại. Các khán giả Hà Nội đã được chứng kiến một ngày thi đấu đầy mãn nhãn và cảm xúc. Chắc chắn VMRC sẽ còn trở lại với khán giả Hà Nội trong những năm tới. Còn với các fan tốc độ, mọi mong chờ lúc này đều sẽ hướng về trường đua Đại Nam Bình Dương, nơi sẽ diễn ra chặng 3 của VMRC 2019. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở những chặng đua tiếp theo.